Ơi, cháu bé đi kìa. Tình hình chỗ này không ổn rồi. Nếu mà để bà con ngập gì hoài là không được đâu. Nữa chị. Rồi nằm ở trong nhà chịu luôn. Ăn muốn gì chiền ra. Đi ra đi vô gì ướt mình trơn hả cô? Rồi Tết nhất mà kiểu này là không ổn rồi. Rồi buổi sáng là mình canh hay là sao? Cao thấp nhiều. Tại cái đường này nó em thấy nó cũng có cái đường đất á, nó sụp á. Nó kêu lên. Dạ dạ. Mình lên chưa? Nó đang chạy mạnh lắm nè. Nó đang chạy luôn nè. Âm dở quậy này. Rồi xong luôn. Cái gì rồi? Ủa, mà ngập sâu sâu nữa là xong rồi luôn á. Rồi đó, rồi xa giáo ngủ nè. Giờ này chỉ để đồ thôi chứ sao ạ? Rồi xong luôn rồi. Vì ngủ nghe vậy. Rồi lỡ tối nước sâu nữa rồi sao? Trong nhà cô có ngập sâu không? Cái gì? Một bánh mấy luôn hả? Mấy ngày nay tới đây luôn rồi. Chuyện này là ăn Tết không được luôn rồi. Nghỉ ăn Tết luôn rồi. Ba ngày nay là nghỉ ăn Tết luôn rồi. Ba ngày nữa. Dạ. Không ăn Tết luôn hả chú? Sáng mùng 1. Đi hết cơm cái tủ bao nhiêu tiền? Tủ này hư luôn rồi. Một đỏ kìa bảo rồi, nước sạch rồi là một bình rồi mới sắm lại. Khóc luôn quá trời. Mình nghĩ đâu có nó giữ vậy, ai nhờ sắm lại. Hơn là mùa lũ ở miền Tây nữa. Hồi đó giờ là có bị ngập tình trạng gì không thấy chú? Không, ít lắm. Giờ cái này mới tấm công rồi chú. Ừ, kìa cho nó. Thôi, sợ nó trôi, nó lật ngang á. Không lật đâu. Rồi, cô chú chị ở đây nè, cái bình ga nè. Nguy hiểm lắm luôn nha. Tình hình này mà nếu mà lật ngang một cái là nguy hiểm dữ lắm luôn đó. Ở nhà có chị là có cái giường để đút đó chứ gặp cái giường cây là hư luôn đó. Sao mà dập cái giường cây hư hết rồi không? Giường cây người ta hư hết trơn luôn á. Ảnh hưởng dữ lắm chứ. Nó nồi chắc là bây giờ là dưới nước luôn nè. Tôi hết rồi xong. Dạ. Micro phải treo lên như thế này. Đây đây. Micro phải treo. Đây kêu bằng là thích nghi luôn hả chị? Tát rồi chiều trưa tát rồi bắt đầu bữa nay hôm qua thì xế nay là chiều thì bốn giờ đầu thức tát. Dạ. Trời ơi tát cái bây giờ nghe nói tết mà giờ sao kia. Thì ở đây thì cũng có một cái con đường mới có hơn 5 giờ thôi mà cũng đã ngập rất là sâu rồi nè. Đợt này mình nghĩ là chiều cường cũng lên cao quá. Khu vực này là khu vực ở Tiền Giang nha. Bữa nay là nhiều điểm ngập sâu lắm. Ngập nghe nói cô chú anh chị nói là ngập khoảng tầm ngày mùng 1 cho tới nay. Không biết là như thế nào nha. Mình đi vào đây nè. Khu phố 3 phường 10. Trong đây hiện tại anh chị đang ăn nhậu rồi karaoke luôn, sống chung với lũ luôn rồi. Đây mình ở đây là mình đi vô đây là ngập khoảng hiện tại là khoảng trên 2 tấc nha. Đó. Giờ là bà con ở đây sống chung với lũ luôn rồi. Karaoke luôn rồi. Đây giờ này hơn 5 giờ mà ngập, mình thấy là gần tới nhà của người dân cái thềm rồi đó. Chút xíu nữa là sẽ ngập rất là sâu nha. Dạ. Có bằng khen nữa chú. Nước ngập tới đừng có chụp mấy người nhậu. Đừng chụp người nhậu hả? Không chụp, không có đứng về nhậu. Dạ giờ là gia đình mình kỹ như là sống chung với lũ luôn hả chị? Sống chung gì? Ngủ chung với lũ. Ngủ chung với lũ luôn hả? Chung với lũ. Dạ. Chung với lũ. Trời ơi. Thức. Đúng rồi, không ngủ đường cái tình trạng ngập như vậy là mấy ngày hả chú? Dạ. Từ đầu năm 30 tới nay. Rồi. Là bữa 30. Bữa nay là mùng 3 rồi. Dạ. Từ đầu năm tới nay. Nói chung dạ. Là Tết này là tiền vô như nước. Chú mày nói đúng rồi đó, tiền vô như Tết nước luôn. Là tiền vô như nước, bà con ở đây là khỏi lo. Dạ. Tiền vô như nước. Dạ. Rồi vô đi lỡ rồi chứ sao giờ vô luôn. Một, hai, ba, rồi chúc gia đình năm mới phát tài phát lộc nha. Em nhớ ngồi nhớ lên bóp bắt giùm chưa. Dạ được không được chị em nhắm ngồi thôi. Em còn đi quay nữa. Dạ dạ em đi không được không có ai hỏi
thổi đâu. Dạ 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 được được được. Dạ dạ. Dạ. Hôm qua chụp rất là đẹp quá trời luôn. Dạ. Rồi như vậy là mình ở trong nhà mình có ảnh hưởng không hả cô chú? Tùm lum hết trơn á. Đừng có nói tới. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Cho con xin vài phút đừng bắt nhạc nha. Dạ dạ đừng quay cho bà con người ta biết cái cảnh của con ở đây. Dạ dạ. Kìa chú đó lội vô kìa. Nó. Trời ơi. Tới đầu gối không chú? Gần gần đầu gối luôn rồi kìa. Dạ. Dạ dạ. Lúc hết trơn luôn rồi. Đây nè. Bóng viên báo khăn hoàng đỏ. Dạ trời ơi coi nè cô chú anh chị ơi bây giờ nè nó. Dạ rồi vô luôn đi chị ơi, để em đi dài dài vô nhà quay luôn. Cái micro phải treo lên như thế này. Dạ, đây đây micro phải treo này kêu bằng là thích nghi luôn hả chị, đeo khổ như thế này mới được. Không có gì mà ăn nhậu. Dạ độc đáo quá ha. Để treo cái micro lên luôn nè. Uống này với kèn nè. Dạ. Bà vô đây vô mấy chú vô đây. Vô với mấy chị đi. Dạ dạ dạ. 2 3 vô. Dạ, độc lạ. Quá im. Độc lạ miền Tây luôn rồi. Quá im luôn. Dạ dạ. Rồi vô nhà rồi. Ở nhà quay nè thấy không? Dạ dạ. Thấy cái thùng ở bên đây là ngay cạnh với con sông hả chú? Con dạ. Sông luôn. Dạ dạ. Con sông luôn. Sâu quá sâu rồi. Rồi. Con sông quê. Đây nè. Con sông quê. Ồ vậy là trong nhà. Vậy là trong nhà ngập sâu lắm hả chị? Sâu lắm trong nhà phải dạ. Đó. Đây nè mấy chú để đồ lên trên đây nè. Ông chứ địa gì? Thì ông địa thì trôi là lĩnh bỉnh. Dạ. Đó. Đây nè nhà của người dân nè. Ông táo luôn. Trời ơi, cái bếp nè cô chú anh chị ơi. Ừ, nấu sao được nữa, nấu. Giờ chỉ có nước là... Đó. Đó, ồ, nước. Cái bình ga gì nguy hiểm lắm mày chú. Thôi kệ cha nó. Thôi, sợ nó trôi nó lật ngang á. Không lật đâu. Trời ơi, cô chú anh chị ơi, đây nè, cái bình ga nè. Nguy hiểm lắm luôn nha. Tình hình này mà nếu mà lật ngang một cái là nguy hiểm dữ lắm luôn đó. Dạ, cái bếp của người dân nè phải nấu ăn như thế này nè. Đó. Kìa. Để quay nồi chách nè cho cô chú chị xem nè. Nó nồi chách là bây giờ là dưới nước luôn nè. Trôi hết rồi xong. Dạ. Rồi buổi tối là khoảng tầm mấy giờ là mới hết nước chú? 4 giờ sáng. Đây tới 4 giờ sáng luôn hả? 4 giờ sáng luôn, thức luôn chứ ngủ gì ngủ. Mẹn ơi. Thức luôn, thức suốt đêm luôn, coi như suốt đêm không ngủ. Dạ. Đó. Ngập đây cái giống này nằm đông đưa nước nó lên. Dạ, tới lưng rồi. Sáng đêm luôn. Sáng đêm. Trời ơi quạt gió nữa nè cô. Dạ. Chú anh chị ơi kiểu này là điện rồi. Không chú đừng râm nha chú. Không ở dưới này không có sao. Dạ dạ. Dưới không sao rồi. Thôi nguy hiểm quá chú ơi. Dạ. Mấy đêm nay nguyên cái xóm này không ai ngủ rồi đừng. Dạ. Dạ. Nguyên cái xóm mình luôn hả chị? Đúng rồi. Dạ. Không ai ngủ được nguyên dài nguyên cái xóm này luôn. Dạ. Hết cái phường mình không? Ngập hết cái phường mình không? Không, có một khu dạ, khu này là ngập nhiều ha. Dạ dạ. Chú mở cửa được không chú? Dạ dạ, chú quay nhà luôn cho biết cái cảnh nhà người dân ngập như thế này. Dạ dạ. Trời ơi, trong nhà nè. Xe cộ gì ngập lúc hết trơn luôn rồi. Xe cộ gì hết. Trời ơi, kiểu này là mấy cái dành xe là hư luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Còn gì dạ. Nó không hư. Đồ đạc là phải treo lên gì nè. Ừ. Đó, cô chú anh chị ơi, thấy cái cảnh khổ không? Bà con mình ở đây. Không ngủ tập dở luôn nó trôi. Dạ dạ. Chứ con quay luôn được không chú? Được. Dạ dạ. Tự nhiên. Dạ dạ dạ. Cho con quay. Đưa lên sao cho. Dạ dạ. Chính quyền người ta thấy người ta. Dạ dạ. Xử lý. Nói chung là. Dạ dạ đây. Bàn rồi còn để. Có cách xử lý chứ. Dạ. Thấy gì chứ con ảnh hưởng tới người dân dữ lắm này chứ. Trời ơi. Cửa phải có cách xử lý như thế nào chứ. Cửa gỗ bằng gỗ này mình. Dạ, đồ nào là phải treo lên gì đấy hả chị? Cửa gỗ. Dạ. Mấy là nó hư hết luôn. Dạ dạ. Đây nè cô chú anh chị ơi, kiểu này tợ nhà có chị là có cái giường để đúc đó chứ gặp cái giường cây là hư luôn đó. Sao mà giờ dạ. Đây giường cây hư hết rồi không. Giường cây người ta hư hết trơn luôn á. Ảnh hưởng dữ lắm chứ. Giường xây bằng gạch. Dạ, vậy là không ổn rồi. Nói chung là để để gác vô cái vậy. Dạ dạ. Đóng cửa lại đi chú. Ở phía sau luôn nè. Cái này ok lên nè. Thôi cái tủ lạnh này nguy hiểm chứ ơi. Cửa đây là bỏ luôn, cửa gỗ nó lên cao lắm. Đêm hôm lên ngập cái tủ lạnh không chị? Ngập tới luôn. Nè nó tới đây nè, thấy không? Còn giống nè. Dạ dạ đây ha, tới cái bức tường nè, vậy là con to hết coi.
khoảng bốn tấc nước nha, bốn tấc nước. Trời ơi, xíu nữa là chỗ ngủ không được luôn á. Dạ, kiểu này là cái tủ lạnh nếu mà ngập là nguy hiểm lắm mày chứ. Không, rút điện rồi không sao. Dạ, giờ là phải rút điện hết ha. Rút điện hết, không có để gì hết. Ổn đâu, kiểu này là rút điện hết. Rồi, rồi nhà cầu gì rồi sao người ta tắm rửa gì trời. Tắm cái gì tắm, ra sông tắm. Dạ, để coi nè. Cái nhà cầu gì rồi sao mà đi nhà cầu được nè. Không có đi gì hết trơn á. Đó, ngập lúc hết trơn gì luôn rồi nè. Ôi không ổn rồi, tình hình chỗ này nếu mà ngập cái gì mà kéo dài thời gian nữa là ảnh hưởng tới người dân dữ lắm luôn. Trời ơi, ba bốn đêm rồi là đuối rồi. Dạ, vậy là mấy đêm này gài là mình không ngủ được luôn hả chú? 30 tới nay rồi. Dạ dạ. 30 Tết đến nay được không? Dạ, vậy là ngập từ bữa 30 tới bữa nay là mùng 3, là 3 ngày rồi. 3 ngày rồi. Dạ, thôi ảnh hưởng nhiều quá rồi. Tình hình này không ổn rồi. Không ổn rồi, dạ. Ổn sao nổi. Chỗ này ngập gì là không được rồi. Nhà tôi luôn ngập bên bển luôn. Dạ luôn. Dạ. Ừ, nhà chú ở đâu? Bên đó luôn. Dạ dạ, để con quay luôn cho. Quay luôn. Nước đang tràn vô. Dạ dạ. 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 Cái bình ga này thôi giờ sao chim lên nha chú. Để hồi nó lật ngang nguy hiểm lắm á. Nói chung là hôm qua rồi để lên dưới. Dạ, chỗ này không ổn rồi. Cái này là phải mở đập chứ mà dân gì rồi ban đầu hồi tối tủ lạnh nó bị hư luôn. Dạ. Ủa cái này là do tình trạng đóng cống hay sao chú? Đóng cống. Dạ dạ. Nhưng mà bị nước mặn là đâu có mà. Dạ. À, có nghĩa là hiện tại là nước là nhiều hộ dân nó đâu xài được. Dạ, có nghĩa là hiện tại là tình hình là do nước mặn nó xâm nhập ha, nên là phải đóng cống để không có ảnh hưởng tới người dân ha. Không, đóng xong rồi ảnh hưởng người dân là người dân. Dạ dạ. Không ảnh hưởng người dân trển nhưng mà ảnh hưởng người dân. À, dạ dạ dạ. Để người trên cống ở đâu vậy? Dạ dạ. Dạ chỉ là mở cống cái là đây rút lên trển hết, đâu có vậy. Cũng do tình trạng nước mặn hay xâm nhập ha. Dạ. Rồi mà hôm á tôi hư máy tùm lum rồi tôi kê không biết tôi xài được hay không kìa. Dạ. Hư máy gì chú? Máy giặt nó lên khúc lên nhà hàng rồi tôi lạnh đó. Kiểu đó là hư đi nha. Qua, dạ dạ, dẫn con qua bển luôn đi. Qua nhà anh này qua. Dạ dạ. Dạ dạ. Ờ vô tôi dạ. Em tên gì ra? Dạ, Cao Tùng Vlog. Hả? Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Dạ dạ. Con cũng nhiều YouTube lắm. Dạ dạ. Kênh con thì quay chủ đề này cũng nhiều lắm á. À. Con quay ở Cần Thơ rồi chú lên coi đi. À. Dạ. Còn nhà ai bị nữa không cô chú? Nói chung là bị hết. Dạ, dạ. Quay không hết đâu. Dạ, dạ. Để con quay dài dài tới được cái hộ nào tính hộ đó. Dạ. Mà cái hộ này từ từ lên. Dạ. Chú này nhiều nhất ha. Dạ. Trong đây thì chưa ngập hay tối mới ngập hả chú? Bây giờ nó đang nước vô. Dạ. Buổi tối là ngập sâu ha. Ngập sâu ngập vô nhà luôn mình hơn đó. Dạ dạ. Còn dưới vậy hả? Trời ơi, để quay. Ca đi chú, ca đi chú. Dạ dạ, không sao đi chú. Dạ dạ, vô chơi đi chú. Dạ. Đây giờ này thì bên nhà kia là lấp láng vô rồi nè. Kiểu tình trạng này là ảnh hưởng tới người dân quá nhiều luôn rồi. Cũng do một phần nước mặn xâm nhập nên là bên ban quản lý ta phải đóng cổng lại không cho ảnh hưởng vô nữa. Nhưng mà một số người dân ở đây thì bị ảnh hưởng nha. Ở đây là giờ hiện tại là giờ chỉ còn cái xăng thôi nha. Ở trong nhà là ngập luôn hả anh trai? Ngập ở đây nước vô đó. Dạ dạ. Ở bên hẻm nào cô? Hẻm mấy? Dạ dạ, để con quay luôn. Dạ. Ở đây là đây. Ở đây là mấy chú nhà có cái bức tường này. Ngập luôn hả? Ngập tràn luôn hả? Ngập tràn luôn. Con đi xuống dưới. Ờ, ngập tràn này là vậy là vô đây khoảng 5 tấc rồi. Kè cái mí thằng đó nó. Dạ dạ, cái mí cửa đó đúng không? Đó. Dạ dạ, đó. Lên khoảng tầm 4 tấc đến 5 tấc nha. Nếu mà nó nước rồng thì nước lớn thì nó tại đây ngập. Dạ dạ. Trời ơi, cháu bé đi đó nè. Ngày nhà sau ngập chút. Ngày sau ngập luôn. Đó. Dạ dạ, để lội sau luôn. Ok. Lội cho bà con người ta biết cái hướng đi cho biết cái độ sâu như thế nào. Nói chung là cả mét à. Cả mét luôn hả? Cái này chú đi nè. Ôi, cái này không ổn rồi. Sâu lắm. À, Cao Tùng Vlog đi là trên đầu gối nè. Không, nhưng mà cái này tính khoảng 7-8 tắc rồi, chứ mình nói thốt thì mấy. Dạ, 7-8 tắc rồi đó. Dạ. Ủa chị ba ơi, dưới có cái kinh đồ đó nữa chị ba. Này cháu nó về quê nữa. Mà dạ, trong đây sâu quá luôn rồi. Ước cái tủ lạnh này giờ. Trời ơi, cháu bé đi kìa. Tình hình chỗ này không ổn rồi. Nếu mà để bà con ngập gì hoài là không được đâu. Cũng ảnh hưởng lắm chứ. Dạ, hư đồ hư đạc rồi giờ sao rồi phải ấy nữa. Dạ. Con, nước. Ê, đây này, có đường xi măng dạ. Này có đường đá này. Xíu nữa mình đi là mình bị lật té rồi.
Rồi ngập sâu lắm cô chú anh chị ơi. Chỗ này gần cả mét đó chú ơi. Dạ dạ. Ướt quần không? Ướt quần rồi nè. Không sao đâu, đi đi chú. Rồi ơi, nè cô chú anh chị ơi đây nè. Đó, mình đứng là bây giờ hiện tại là trên đầu rối đó nha. Trong đây mấy chỗ này sâu lắm luôn nè. Rồi cái này là còn hơn là mùa lũ ở miền Tây nữa. Hồi đó giờ là có bị ngập tình trạng vậy không hả chú? Không, ít lắm, giờ cái này mới đóng cống rồi tới giờ là vậy đó. Dạ, hồi xưa giờ là không có ha. Không, hồi xưa nếu mà tôi có thì nó ngập có vậy, nhưng mà tôi chưa biết năm 78 này ngập có vậy thì tôi có. Dạ. Giờ... Có nghĩa là hồi xưa năm mà lũ lụt 78 thì ngập. Tôi mới đẻ. Dạ. Là nó hơn cái này nữa. Hơn cái này nữa ha. Nhưng mà bây giờ nó còn nó. Dạ, có nè, giờ nó ngập vậy đó. Dạ dạ. Tôi lại hư chưa sửa được vậy. Trời ơi, cái này không ổn rồi. Dạ. Hồi đó này lên đây là một khúc ngà cái tủ lạnh còn cái chớm đó. Dạ. Đây nè, nhà của người dân nha. Này là hiện tại thì khoảng tầm trên một tấc à. Nhưng mà nghe nói chú nói là tối ngập lên nữa. Dạ, ngập lên trên đó luôn hả chú? Lên cái chớm cái tủ lạnh ngà khúc lên. Ờ. Có nghĩa là mình biết rồi mình dời lên đó mà vẫn ngập luôn hả? Nó ngập cái tủ lạnh hư luôn chưa có xài lắm. Mày ơi, chỗ này là không được rồi. Dạ. Nhà này nhà của chú hả vậy? Nhà có ông anh ruột ha. Dạ đây nè, nó mấy cái gỗ này, cái mấy cái tủ này nếu mà cây đâu chừng dễ bị hư lắm đó. Dạ dạ thằng hờ không đĩa nè. Trời ơi, mấy cái đồ mà nói chung là rổ là hư hết nha. Điện cũng rất là cẩn thận nha chú, điện là nguy hiểm lắm á. Ngủ nghe gì được luôn nè. Kiểu này sao ngủ nghe vậy trời. Đó, nó nấu nó đâu sinh hoạt kiểu này là khó khăn dữ lắm luôn nè. Cái chén cũ còn đâu nè. Đó, đọc nè. Đó nó ngập cái chén cũ nè. Dạ. Đó, vậy là ngập lên khoảng hơn 2 tấc nữa. Hơn 2 tấc. Dạ, hơn 1 gang nữa. Dạ, hơn 1 gang chén cũ hơn đó. Dạ dạ. Mà nó đi về quê rồi nhà giờ chỗ đâu về nữa, bây giờ cái kia đó ngập nữa. Trời ơi, đồ đạc này mà rớt xuống là hư. Đó, thì mua đồ nhà chắc dở mà rớt xuống là hư hết. Trời ơi, lội nước cho luôn rồi. Kiểu này là nếu mà đi ra đi vô gì ướt mình hết trơn hả cô? Được, ra được gì đâu ở nhà, trời ơi, Tết nhất mà kiểu này là không ổn rồi. Rồi rồi buổi sáng là mình canh hay là sao? Khuya gần 2 giờ mấy. Hết cạn mình đi ra được buôn bán. Dạ. 2 giờ mấy rồi đâu có ngủ được đâu. Thức được cái sáng. Là mới mốt đi dạy học là không biết được luôn. Kiểu này là mình phải thức sáng đêm luôn rồi. Đâu có ngủ nghe gì được đâu. Ngay đứng ngay giờ câu điểm giá vài bữa nó sụt lặng cho đi làm đi dạy học đồ. Dạ, cô giáo ha, cô là cô ha, cô giáo ha. Con dâu. À con dâu ha. Dạ, kiểu này không im rồi, kiểu này là ảnh hưởng người dân dữ lắm luôn. Trời luôn. Không, bây giờ em trai cái đi hết khúc này là nó dậy luôn. Cái dạ, dài bên kia có không chú? Hết luôn, lên hết. Bị luôn ha. Góc là góc này là bị hết. Trời ơi, cái này không ổn rồi. Chú bỏ cái điện thoại vô trong cái bị con giùm. Một ngày một bữa thì mở lên, mở ra. Một ngày một bữa được, bây giờ là 3 ngày rồi. Kéo kéo lại giùm con. Dạ. Rồi đi bên đó. Mấy chỗ nhỏ thì nước phái lắm. Bây giờ nó đang ngập vô nữa nè. Dạ dạ, nhà chú lên trước ha. Ngập đó vô đó. Dạ. Không ổn mà kiểu này là tình trạng này mà kéo dài là người dân ở đây khổ lắm. Hư đồ. Hư đồ đạt trơn nè. Dạ. Dạ. Xe cộ này nếu mà đậu gì là hư dành luôn nha, hư dành luôn đó. Hư dành mới để ra làm lậu đó. Dạ. Ghê hồn hao tài sống của. Ơn cảm ơn cô nha. Dạ dạ, mong là vài ngày nữa thì nước giật xuống nha cô. Rồi. Chứ tình hình kiểu này hoài là không ổn đâu. Không ổn. Dạ. Giờ phải lên ngày mai chứ chứ nổi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Trời ơi, dạ dạ. Ghi hình cho bà con người ta biết. Dạ, bye bye cô. Có đồ đó mà mặc can rồi nước nấy giờ ấy nữa can. Rồi mấy con chó lội được kìa. Dạ dạ dạ. Coi có nhà ai bị nữa thì anh dắt em nha. Dạ dạ dạ. Dắt quay cho hết nhà bà con ở đây. Đây là quay giải của ông nội mà
từ đây tới cái dốc nước. Dạ dạ, coi có ai bị ảnh hưởng không? Có hết, đây dính hết. Dạ dạ. Coi. Dạ dạ, chỗ nào sâu nữa không thấy chị? Đó, kia sâu nữa. Trời ơi. Đây là dữ lắm rồi. Dạ. Ý là trận nó vô ngày nay á, nó vô thượng bữa ngày bữa được. Vậy sáng đi làm cũng ngủ đó, tôi đi làm rồi phải hớt canh đó. Kiểu này là nếu mà muốn đi làm là phải hớt nửa đêm hả ta? Hớt hôm nay 2 giờ khuya tôi hớt tới giờ đó. Dạ. 11 giờ là hớt là vừa rồi. Rồi rồi buổi sáng là mấy giờ lên lại nữa? Hả? 1 2 giờ là lên rồi. 1 2 giờ lên tới 6 giờ sáng nó ngưng xong rồi nãy 3 giờ là nó bắt đầu 3 giờ nó lên. Nó lên giờ đó. Ờ, chị nó có bầu kìa. Lội nước cẩn thận nha chị. Tại cái đường này nó em thấy nó cũng có cái đường đất á, nó sụp á. Nó kêu lên. Dạ dạ. Mình lên chưa hai thằng? Đi lên nè Kiên. Thôi nước sâu này có biết lội không nha chị, nguy hiểm nha. Dạ Cao Tùng Vlog á. Dạ. Dạ ngày mai lên, ngày mai lên. Dạ. Dạ ngày mai đăng luôn đó, đăng cho bà con người ta biết để dạ. Dạ dạ đăng lên ha. Dạ, hiện tại đang nước đang chảy vô ha. Mấy phòng giống là giải ra đó tôi. Dạ kiểu này mà nếu mà nước lên 2 tấc nữa thì nó tràn đây là lúc luôn rồi. Ủa rồi buổi tối gì rồi có đường rút ra không buổi sáng á? Buổi sáng là có đường rút ra không? Trời ơi. Tát mà. Gọi nhà gì mất tát luôn hả? Ừ. Tát chừng nào mới xong tàn. Thì ba người tát, hai cha con tát tới sáng. Mèn ơi, cái nhà rộng như thế này mà nếu mà tát ra được, tát là mấy tiếng đồng hồ á. Mới đi mượn cái máy đó, mới mượn máy về. Dạ dạ dạ. Ồ, cầu con. Mình đâu có ấy được không tát. Dạ dạ. Chắc mai mới đăng quá. Đi 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 anh. Ở chỗ nào dẫn anh đi luôn đi. Dạ dạ. Dạ anh chào. Không ổn rồi, cái này ảnh hưởng người dân dữ lắm luôn. Ở trong đây còn có bà này bà cũng bị đứa cầm bà khổ dữ lắm. Dạ dạ. Để vô em vô có gì em hỗ trợ luôn cho. Đi em hỗ trợ luôn cho. Là bà khổ. Dạ dạ. Có người đó nước ngập luôn, cái nhà nước ngập cũng bị ảnh hưởng khổ nè. Dạ dạ. Chú đi trước đi, dẫn con đi. Để có mừng bà là khổ chứ còn đang không có dạ. Dạ. Rồi cảm ơn em trai nha. Không, anh đang quay à. Thôi nhà nó lúc chân. Trời ơi. Giờ này là em thấy nước gần như là dâng lên nữa rồi nè. Cao lên hơn nữa rồi nè chị. Dạ. Không tạm biệt hai chị nha. Dạ. Chơi vui vẻ đi. Chứ biết sao giờ. Chung chung với lũ luôn. Dạ. Dạ dạ dạ. Em đăng lên chưa? Dạ chắc ngày mai đăng đó chú. Dạ dạ sáng mai không đăng. Dạ dạ. Đừng. Trời ơi. Có đăng cắt cái cảnh này giùm cho. Không sao đâu chị. Cảnh bà con mình sinh hoạt mà. Dạ dạ. Đây hiện tại mới mình đi ra mới chút xíu 5 phút rồi. Dạ đúng rồi. Ờ cô đã mất tắn lại kìa, tắn vô nhà luôn rồi kìa. Đúng rồi, không tắn. Trời buổi tối là buổi tối ngập lên sâu không cô? Cũng vậy nè. Trời ơi. Dạ dạ dạ. Em mà còn cái nào bên đây là em sâu. Thấy gầu rồi trời. Thế dạ, dạ. Bên đây có cái nhà cô đó có nghèo. Dạ 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 đi qua đi. Em hỗ trợ tiếp cho. Rồi chú đó. Nhà chú đó ngập mà như là tắn mấy cái thùng kìa. Dạ đúng rồi. Ngập sâu không chú? Ôi mấy nhà này ngập sâu lắm này nha. Ở đây là tổ 4A khu phố 3 phường 10 nha. Ở đây nghe nói là cũng ảnh hưởng sâu dữ lắm luôn. Ngập sâu lắm hả anh trai? Trong nhà mà nó lên qua đầu gối mà. Dạ dạ dạ. Cái đường này là nó lên rồi đó, nhưng mà chưa nâng lòng. Đường này là nó lên 5 tầng rồi đó mà nó ngập vậy. Giờ tôi muốn nhà nữa. Đi qua đi đi. Dạ dạ. Bình thường, không? Dạ dạ dạ. Dạ 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 dạ. Giờ mấy anh này dẫn vô phía trong nghe nói là ngập sâu dữ lắm luôn. Mai không có hư hết trơn rồi. Hư hết trơn nữa anh trai. Mày nghĩ một giờ vậy có ngày thời gian nào để hết. Vừa tan nước này ra.
như vậy là kể như là năm nay không có ăn Tết luôn. Không ăn Tết gì nữa, mùng 1 tới giờ nước chạy không trong nhà. Rồi sao chịu nổi, trong cái đầu gối luôn. Dạ dạ. Chỗ này nghỉ ăn Tết luôn hả cô? Nè anh quay cái này nè, đó nước nó luôn vô vậy đó. Nước trên này mà còn chảy dữ thằng vậy nè. Giờ này mới 5 giờ mấy nha. Chưa đâu, lúc 8 giờ mấy, 8 giờ mới rút. 8 giờ mới rút hả anh chạy? 7 giờ mấy, 8 giờ tối mới rút. Dạ dạ. Rồi buổi sáng có bị ngập nữa không? Sáng ngập còn hơn vậy nữa. Mèn ơi, sáng mấy giờ hả cô? Từ 1 giờ mấy, 2 giờ là bắt đầu là ngập luôn tới sáng luôn. Dạ dạ. Như là bên nhà bên bệnh vậy. Dạ dạ. Chắc tối nay con ở lại con quay nữa quá, chia sẻ cho bà con mới được. Bữa nay ăn được 3 giờ, 4 giờ. Dạ dạ. Đây nhà nè. Lúc ta chơi. Dạ, vậy là cỡ 3 giờ để con quay lại cái nữa. 4 giờ á. 4 giờ ha, dạ dạ. Đi sâu vô trong kìa, ở đây không có nhiều nước rồi đó. Dạ dạ. Ở trong còn sâu nữa hả? Mèn ơi. Trong nhà tôi rồi, đây nè. Dạ dạ dạ. Rồi hổm gà có ăn Tết được không chị? Nói vậy ăn Tết gì? Mèn ơi, lúc trơn vậy đó hả? Mấy nằm này là mấy nằm cao không đó? Nhà của chị này là cao đó ha. Cao vậy đó, nhà mấy này là cao gấp mấy lần rồi đó. Trời ơi, gầu dữ không? Tết nhất gì đâu, chơi con ta. Vậy là không ăn Tết luôn rồi. Bố cũng không ăn Tết tới giờ luôn. Trời ơi, gầu vậy ta ơi. Thôi, cảm ơn chị nha. Ừ, trơn luôn rồi. Ở bên đây nè, lúc ở chân nè. Đây nè. Vô đây chút xíu. Chỗ này là lúc ở chân luôn nè. Đó. Ồ, cái vườn này là ngập, em nghĩ là ngập sâu lắm luôn nè. Đúng rồi. Này chắc mấy mét quá. Không, cái vườn này chắc nó. Đà, 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 dạ dạ dạ. Ồ, giờ này mà còn chảy dữ dằn luôn kìa. Cái nhà ông Sáu kìa, dưới không lũng. Nhà đây là cao dữ lắm mà lại còn nghe. Dạ dạ. Để em quay dài vô luôn anh trai. Cho tao. Tủ là tự giả luôn. Mở ra nè. Ờ tự đưa giả, tự đưa sao luôn. Trời ơi. Vậy là hư hết trơn luôn ha. Hư là còn cái gì, tủ bàn là cái xong mái móc rồi. Dạ dạ, quá trời luôn rồi nè, lúc hết trơn luôn rồi nè. Mấy cái tủ cây này hư hết trơn rồi. Tự sập luôn rồi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Cái nhà này cao lắm nè. Hư hết trơn hả cô? Đây chú chạy xe nè. Dạ dạ dạ. Để quay vô nhà cái cô. Ừ. Cho bà con tao biết. Tủ bự thiệt bự mà banh rồi đó. Đây nè cô chú anh chị trong nhà này nha. Dạ dạ. Đây nè. Rồi kiểu này gì rồi mấy ngày nay là đâu có ăn Tết gì được đâu trời. Ngồi trên ghế trên giường không ạ? À? Ăn gì ăn đó, cần thờ thấy không? Dạ. Rồi tối nhà lên là gần tới cái ghế luôn á. À. Dạ, gần tới trên cái ghế trên luôn hả? Mày ơi. Bước ra cái nhà sau mà nó còn lên dạ, tới nhà sau luôn. Cái này đồ nè, còn ngập lúc hết trơn. Là nó lên tới nhà sau luôn. Dạ, cái nhà sau cao vậy đó hả? Lúc luôn hả? Lên luôn. Mày ơi, cái nhà sau là có khoảng tầm hơn 2 tấc nữa. Dạ dạ. Lúc hết trơn rồi. Vậy là cái tủ giữa là hư luôn rồi. Dạ, trời ơi, bà ông địa ngập lúc rồi kìa. Mà giờ này là chưa có đỉnh điểm nữa nha. Trời ơi, sáng. Khoảng 3 giờ khuya. Dạ. Qua, trời ơi, rồi sáng nay sáng con quay thêm một clip nữa cho bà con ở đây biết mới được. Dạ dạ. Giờ này nước còn chảy mạnh dữ lắm nha. Rồi đi vô luôn chị ơi. Cái nhà này cũng ngập nè, mấy nhà cao cao thì đỡ, nhà ấp thấp là ngập trơn. Vậy là ở khu vực phường 10 mình là cái ấp này là bị nhiều nhất ha. Cái phường 10 này là cái ngay chỗ tổ này tổ mấy tổ 4 phải không? Tổ 4. Tổ 5 gì á? Nãy quay như tổ 4. Tổ 4 à. Đó, anh coi đó cái đó nửa nhà ăn ta đó. Cái này cô chú anh chị ơi. Trong nhà nè. Đi bệnh viện rồi, ta đi bệnh viện đó, về luôn á. Vậy sao không về mà? Chỗ này là dạ, chỗ này là bỏ nhà luôn hả? Thì chứ giờ vậy sao giờ? Tủ lạnh có mình ông đó ông ở là mà ông đi bệnh viện rồi. Dạ. Hấp chân luôn. Vậy nay còn gì? Nếu mà nhà vậy là còn gì đâu? Dạ, lúc hết chân luôn rồi. Tủ bàn ghế. Nhà của em trai đó như đường cái đường đi vô lúc luôn rồi. Đó, đó. Lúc luôn hả em trai? Đó. Lúc luôn á. Lúc luôn hả? Dân hức cả khuya là hức 2 giờ khuya là nó hức hết trơn rồi, có ai ngủ nghe gì được đâu. Chỗ nào ngủ với nhau, chỗ nào ngủ. Ngủ vậy đâu. Kiểu này là ăn Tết không được luôn rồi, nghỉ ăn Tết luôn rồi, 3 ngày nay là nghỉ ăn Tết luôn rồi. 3 ngày. Ừ. Dạ. Ngày nào ăn Tết đâu.
không ăn Tết luôn hả chú? Sáng mùng 1 bắt đầu cái là tát, rồi chiều trưa tát, rồi bắt đầu bữa nè. Hôm qua thì xế nay là chiều. Rồi khi bốn giờ đầu thức tát. Dạ. Trời ơi, tát cái bây giờ nghe nói Tết mà giờ người ta kêu đi chúc Tết nó thôi ở nhà chụp nước, tắt nước chứ đâu đi được đâu. Mèn ơi, thấy khổ không? Dạ. Cái tủ gã banh luôn rồi, tủ lạnh mai giặt, ôi ta làm mình hết. Dạ dạ. Mèn ơi, chỗ này người dân ở đây khổ quá, khổ rồi. Người dân cầu cứu luôn á. Rồi, đợi đây giờ cái nhà này là giờ niệm đó, giờ dạ. Ông bay cái cảnh mà kinh đầu dục ra đại giờ nó ướt, bây giờ không có kinh chuyện rồi. Dạ. Đang mai việc kêu xe đát tôi chở chứ đâu có làm. Ờ, vậy là bỏ luôn rồi. Giờ nó kinh đồ của ổng ra dục ngoài sân ngoài hè luôn đó chứ chở đâu chứ. Dạ dạ. Ở đây nè hả chú? Trời ơi, đây 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 mình quay vô nè cô chú anh chị ơi. Trời ơi, ok. Đồ của chú là bây giờ là bỏ cái đó luôn rồi đó. Tại vì chú như là bị bệnh rồi đi bệnh viện rồi giờ không có ai ở nhà. Đồ đạc là bị hư hết trơn rồi, con cháu người ta dục qua đó. Chứ giờ là không có ai ở nhà luôn, lúc hết trơn luôn rồi. Rồi đi về vô trong đây luôn. Dạ dạ. Đây nè. Nhà. Trời trời, trời trời. Nó đợi con cái mẹ con chị cho ông vô trong nhà bà hai cái. Dạ, chắc đồ luôn hả chị? Vậy vậy chứ. Ồ kiểu này mà nước mà nó tràn lên cái bực thềm này là ở trong lúc chân rồi. Tràn nó ngập hết mà giọng nhà tôi kìa, nó ngập lên trong nhà. Dạ dạ. Vậy là tối tối chút xíu là tràn vô, dạ. Đâu có đường nào giữ nổi. 10 phút nữa. Một nữa. Bây giờ ông đi qua bây giờ ông đi qua với kia chút xíu. Dạ dạ, chút xíu trả lại, chút xíu trả lại. Nè, giờ nó ngập. Dạ dạ. Ở đây là hiện tại là người dân là bây giờ là cầu cứu luôn á chứ tình trạng kiểu này là không ổn rồi. Lên tỉnh kêu mở một cửa thôi chứ con ngập không mở. Muốn tao nước tới tiếp. Dạ. Lúc hết trơn luôn rồi nè. Trời ơi. Giờ là chặn đỡ cô chứ giờ nước lên nhiều quá cũng vậy à. Chặn ghét thôi chứ phải là chặn nước. Dạ. Tại vô ghét quá trời. Dạ. Nó vô nhà một phút luôn. Giờ hiện tại là như vậy nè, chút xíu nữa, chú nói khoảng 10 phút nữa thì nó tràn vô luôn. Nó tràn vô chuẩn bị tràn rồi, chuẩn bị rồi. Đó, nó tràn rồi. Ông chính là đó bắt đầu đang tràn. Dạ, dạ, dạ. Chẳng chỉ chặn gác rồi thôi chứ phải. Không ổn rồi, chỗ này không ổn rồi. Ngủ là không chỗ ngủ luôn chứ. Có máy tắt chỗ này, chút xíu nữa nó tràn lúc vô luôn trơn. Nó đang tràn đó. Dạ, đằng kia đang tràn vô hả chú? Đó, đó, cái chỗ chạy đang tràn vô đó. Dạ. Đang tràn vô nè. Nó đang chạy mạnh lắm nè cô chú chị. Nó đang chạy luôn nè. À, rồi ông dở quay máy tóc của người ta làm nè nè. Dạ. Nè ông quay qua máy tóc người ta làm nè. Hư ừ, máy luôn hả chú? Bây giờ cái này cái nước bướm mình cậu vô cậu lên chứ. Máy sao kinh nó lên vậy đó làm sao? Trời ơi mấy cái sự xưởng hàng tiện này điện không nó nguy hiểm lắm á. Máy móc bây giờ đâu. Nói chung là hiện tại là cái hoạt động của mình là ngưng luôn phải không chú? Luôn rồi, đâu có làm được đúng không? Dạ. Dạ dạ. Ai dính nổi. Dạ, hiện tại là nói chung là hoạt động làm ăn của bà con hiện tại là ngưng luôn, không làm được. Do nước ngập tình hình như thế này là không làm được. Điện là nguy hiểm lắm. Làm sao mà kiếm điện làm được là dạ. Dạ. Rồi giờ mai mua tua nó xong rồi cũng hư mẹ hết chứ làm sao mà chạy được. Ngập nước dạ. Mấy bữa nay liên tục không giờ khó. Không ổn rồi, chỗ này là không ổn rồi. Đó giờ nhà ai nấy lo thấy không chứ bất tử nữa đêm mà ai mà lại về kinh vậy mà. Không mà dân tại biết sao dân đây giàu lắm, giờ người ta sắm đồ mới, tủ lạnh, sắm đồ mới. Dạ. Bữa ngủ làm bữa phim một là tới giờ luôn á. Dạ. Vậy là bắt đầu bữa mùng 1 tới giờ. Phim mùng 1 lắm bất tử không ai biết gì hết. Không thông báo hả chú? Không thông báo là dân cái nay đóng đập gì đâu. Dạ dạ. Ngủ nữa đi. Còn mới thông báo là bữa mùng 2 hay 13. Dạ dạ dạ. Hư đầu ta trơn không báo gì nữa. Dạ dạ. Rồi để con quay về trong coi tình hình ở trong làm sao. Nhưng mà giờ cứ nghĩ thông báo là nghĩ cái lộ làm sao thông báo đóng đập mình đâu nghĩ là tới này mức độ. Dạ. Mà đóng vậy làm sao cái lộ dân người ta đó nói cái này nó ngập sao cao lên là tràn vô. Làm cái lộ nó giờ nó thấp cũng y như vậy thôi. Dạ, nó bằng phẳng thôi nhưng mà vẫn thấp ha. Vẫn thấp chứ nó có cao. Dạ dạ. Ví dụ có cái lộ này cao lên. Mấy năm về trước là cái thằng gà tôi chưa giờ ngập. Dạ.
đóng cặp luôn, chưa nhập nữa. Mà năm nay là đóng cặp là tới đây. Dạ. Con nghĩ là chiều cường năm nay cao hơn mỗi năm á. Chiều cường cao nữa. Dạ. Chiều đóng cặp bất tử luôn, đóng cặp một mở một cửa mà không đổi nữa, không bao giờ tàn vô. Dạ. Đóng hết hai cửa bò trường cửa dân đỡ nữa. Dạ dạ. Mày hút ba cửa luôn. Dạ. Để con đi dạy trong quay coi bà con ở trong như thế nào. Ồ, tình trạng bà con ở đây cũng khổ à. Giờ mà tình trạng này kéo dài là đồ đạc của bà con hư nhiều lắm á. Dạ dạ. Khu vực mấy chú ở đây nói là khu vực phường 10 tổ 4 ở đây là ảnh hưởng nhiều nhất nha. Trời ơi, chỗ này nó chảy mạnh dữ rồi ta. Coi nè. Chảy quá mạnh chỗ này nè. Cao thấp nhiều. Trời ơi, lúc hết trơn luôn hả cô? Dạ. Trong nhà cô có ngập sâu không? Cái gì? Thiệt mà, tới đây luôn rồi. Một bánh mấy luôn hả? Mấy ngày nay tới đây luôn rồi. Dạ dạ, để con vô chổng quay luôn rồi, coi sâu dữ lắm rồi hả cô? Dạ dạ. Ngàn ơi. Dạ dạ. Ồ, kiểu này là không có ăn Tết gì được luôn rồi. Không ăn. Xe cộ là chạy ra đâu được đâu, chạy ra là chết máy hết. Không để đổi con có đó, không để đổi thì cũng chịu. Dạ. Có nhà này cao đỡ nè. Dạ. Dạ, con làm YouTube. Dạ. Cao Tùng Vlog. Vậy hả? Dạ con quay nhiều lắm, quay bà con nhiều lắm. Dạ. Con này ả nha. Trời ơi. Giặt banh hết á. Thôi bức tường này vậy làm chứ cũng chảy vô à. Thì đó, mới làm bữa nay đỡ được chứ mấy nó vô nó nhiều quá chịu không nổi rồi. Dạ. Nổi trong đây nè. Nè. Đỡ thôi. Chứ nó cũng tàn vô. Dạ. Mấy tám thì không đem lên. Mấy cái nhà thấp thấp gì là cái như là lúc địa luôn. Rồi rồi rồi. Rồi cô đứng đi là con quay ở ngoài này mới hình dung được cái độ sâu nè. Dạ. Đứng dưới luôn đi con, đứng dưới luôn con. Đứng dưới luôn á, đứng dưới luôn. Nè nè, cô quay ra cô. Đó, đây nè cô chú anh chị, cái này là nếu mà nước mà ngập như cô nói là nếu mà tràn vô nhà là khoảng trên 1 mét á. Tới đây luôn á. Dạ, trên 1 mét. Lội tới đây luôn á. Dạ. Dữ lắm, này mới chặn ngang đỡ thôi. Dạ. Hai chặn đỡ là nó vô đầy đó. Rồi giờ là bắt đầu chảy vô đó ha. Em chạy vô đây nè. Vô luôn ha. Dạ dạ dạ. Đây nè, giờ chặn đỡ như thế này thôi cô chú anh chị ơi. Đỡ thôi. Đó. Cái tình trạng này kéo dài là khổ bà con lắm. Trong đây mà đứng ra đó là cỡ bằng 1 mét. Đủ hai cây, chị nói nó ra cây luôn rồi chị. Đủ á, nó ra tới đây luôn hả? Cái gì? Đủ khó luôn, đủ thì chị mới ấy lại. Nước lên tới đây luôn hả? Ừ, thiệt mà. Phải rồi. Chị cũng nó láo, cái ông bị nhặt lên luôn. Đây nè. Tới đây là khoảng tầm 1 mét rồi. Ừ. 1 mét, tại vì cái nhà. Cái này là tàn lên hết luôn. Dạ. Lúc con đẻ luôn ha. Dạ, tại nhà chị hơi sâu. Dạ. Đó, mấy con thư cái con này đâu nhặt được đâu mà. Nó giật hư luôn ha. Ghê nè, giờ làm kịp mưa banh luôn em lên. Trời ơi, mấy cái tủ này hư nha. Ừ, thấy không? Có bị thấu đáo không? Tiêu hết trơn cái tủ bao nhiêu tiền? Trời ơi, tủ này hư luôn rồi. Giờ hết tiền nó mua nữa em ơi. Mua một đợt thì bảo rồi, nước sập rồi là một bình đợt rồi. Trời ơi. Mới sắm lại. Khóc luôn quá trời. Mình nghĩ đâu có nó giữ vậy, à nhờ sắm lại giờ nó quất một cái nữa. Vì là cái đợt. Đợt rồi á, đợt nào anh? Cái đợt chiều cường chắc đợt rồi con quay chiều cường ở Cần Thơ quá, mình dưới đây chắc cũng bị ảnh hưởng quá. Trời ơi, đó cô cũng vậy luôn nè. Tao hư tủ bàn ghế hết, không mua nổi. Rồi mới mua lại giờ bị nữa. Thằng con cứ vợ á, giờ banh nữa rồi. Tiền đâu mua. Trời ơi. Trong câu đồ ướt hết trơn mấy cái này là nó lên tới đây luôn rồi. Đồ cả mét mà. Ba quần áo chị lên cho nói là. Chỗ này đâu có ngủ ngay được trời. Không ngủ hư. Hư trơn rồi, tủ này hư hết trơn nè. Hư rồi. Đây nè. Nó bây giờ nè. Một chân rồi mấy tủ ấy này, một chân một tủ cây nè. Tủ có giăng ép này là hư hết. Ừ. Mấy hai năm gì có vợ chồng con mua sắm cho nó. Bỏ luôn rồi, tủ này hư luôn rồi. Ừ, thấy không? Dạ, hư cái sườn này hư hết luôn. Mấy cái này là nó vô đầy nhóc hết. Ông không chặn chặn miếng đó là nãy giờ đầy luôn rồi. Dạ. Chặn đỡ ngày nay. Chân luôn. Là nguyên một ngày nay. Dạ. Mấy nó tàn vô chịu không nổi. Chịu không nổi ông mới xây đỡ lên nữa. Rồi ở này phía ngoài là lúc luôn đó ha. Cái nhà nó tàn luôn. Nhà nó tàn luôn á. Nhà cao thì mình nghĩ tàn luôn. Lúc bên trên luôn hả chú? Ừ. Đồ thì đinh chạy nó chẳng kịp á, không thấy không chỉ kê lên hết lên. Dạ. Banh luôn. Giường tủ rồi là kê lên đó ha. Ừ.
lúc hết trơn luôn rồi, còn gì đâu. Đồ đạc bà con ảnh hưởng quá trời, kiểu này là hư rồi. Bà con nào mà người ta khổ là kiểu như là không có tiền mà sắm lại luôn đâu. Dạ. Vườn che kê lên nè. Ngủ cũng gần ướt giường luôn hả? Chìm điểm nổi chìm hết trơn rồi. Nổi niệm lên luôn. Ừ. Dạ. Rồi chị mới kêu ngày nay nè. Dạ dạ. Tìm ngẫm luôn. Đây nè. Đây. Đây này là bằng chứng xác thật nè. Rong nè. Nó nước lên tới đây nè. Chị đi là nó lên tới. Miếng gạch là miếng gạch này là 4 tấc nè. Chị đi là tới đùi. Thì là khoảng 6 tấc hơn 6 tấc. Rồi tủ này kê cao lên nha chị. Dạ. Hư hết trơn rồi. Hư cái gì? Cái nệm nó nhẹp luôn rồi. Ừ, nó hút vô luôn rồi. Rồi sao ngủ? Giờ nó chạy rồi, nó xách xe chạy nhà bạn rồi. Vô nhà bạn nó ở. Đi ngủ nhà luôn ha. Hàng lớn bên đây nó cũng ướt hết luôn rồi, chạy vô bạn hết ráo. Không phòng bên đây nữa. Rồi chú ngủ ở đâu? Hai chồng nó chờ nó dứt chứ, rút xuống rồi mới về. Mẹ ơi, dạ. Chứ nhà cửa sao bỏ được đồ đạc này kia nọ. Chạy về trên cái vườn đó. Dạ. Hai thằng con thì nó đi rồi. Dạ. Vô bạn hết trơn. Dạ. Trời ơi, khổ người dân dữ rồi trời. Không hồi đó thì mới thấy như bằng đó. Dạ. Dạ. Có người coi kiểm tra coi người dân như thế nào mới được chứ chỗ này là không ổn rồi. Dữ lắm. Dạ dạ. Còn dưới kia còn dữ nữa. Rồi cảm ơn cô chú nha. Dạ dạ, để con quay vòng vòng bà con nữa coi còn sao. Cô cảm ơn nha. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Tết nhất kiểu này là nghỉ ăn Tết luôn rồi, đâu ăn Tết gì được đâu. Dạ. Dạ dạ, không ăn Tết được, nghỉ ăn Tết luôn rồi. Kiểu này ăn Tết gì nữa mà ăn Tết. Dạ, lúc hết trơn luôn rồi. Trong đó còn nhà ai gặp nữa không cô? Hết rồi ha. Dạ dạ. Nhà bá cao cũng tàn hết ráo. Dạ, thấy dạ, để em đi dài ra. Dạ, dạ. Để em đi dài ra. Rồi giờ này nó sâu dữ rồi trời. Rồi giờ này nó bắt đầu sâu lên nữa nè. Chị đi trước đây luôn á. Dạ. Đâu có thay đồ được không? Dạ. Rồi. Dạ. Nghỉ ăn Tết rồi hả chú? Hả? Nghỉ ăn Tết luôn hả? Nghỉ ăn Tết luôn. Có cái nhà này mới làm đây thôi, nó đỡ rồi. Có nhà chú này là cao thôi á. Bởi vì mình đã biết cái mực nước nó sẽ ngập. Dạ. Mình làm nó hơi cao. Dạ. Rồi. Nhà chú mới cắt ha. Dạ dạ. Dạ. Lúc hết trơn luôn rồi. Còn nhà kia nè, nhà nào giữ nữa không chú? Anh. Dạ dạ dạ, đi đi qua. Quá khứ rồi, lúc hết trơn luôn rồi. Lúc đẻ hết trơn rồi. Nè, qua đây là qua bên đây. Anh quay nhỏ ra. Dạ dạ. Mới mai chú ơi. Nè. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Đây nè, cô chú anh chị ơi. Lúc hết trơn hả anh ruột? Trời ơi, lúc hết trơn luôn kìa. Chú ngồi đó kìa. Không ổn rồi, tình hình này không ổn rồi. Dạ. Lúc hết trơn. Tối là sâu hơn nữa không anh? Lúc nở bàn luôn hả? Dạ dạ. Rồi thấy gầu vậy trời. Bây giờ anh ở đây đi, hồi tôi lấy xuồng chở em ra được luôn á. Vậy hả? Ừ. Rồi rồi chút xíu nó lấy xuồng chở em ra. Ờ, đứng đây đi. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Lúc hết trơn luôn rồi. Nói chung là người dân bây giờ là ở đây là cầu cứu luôn á, chứ làm sao giờ. Tình trạng này không ổn rồi. Đêm là phải hai lần như vậy chứ không phải một lần không nói. Đúng rồi, nếu mà chiều cường như vậy là buổi chiều này một lần, là buổi tối một lần nữa là hai lần. Một lần. Dạ, hai lần. Cái đường này có ngập không anh? Ngập hết rồi. Dạ, lúc hết trơn luôn ha. Dạ, dạ. Là nó nâng cao hơn cái nền cũ là 6-7 tấc. Dạ, dạ. Lúc hết trơn luôn ha. Hôm đó mà chưa làm đường này là cái gì rồi chết. Ôi giờ này phía sông tràn vô. Anh mới dục hai cái tủ luôn, cái tủ bàn. Dạ. TV với còn cái tủ để mà. Dạ. Nó gã nó sụp nó rạp xuống luôn. Chị chứ mấy cái tủ bê ca đó sao được chịu nổi, hư trơn à. Nổi. Mà
dân ở đây là ta kéo lên cửa mùng 1 á, là mùng 2 là người ta lên là 100 người. Dạ. Yeah. Đứng đang nghỉ đâu á. Kêu xả bớt dùm cho một đống. Mà cũng không xả luôn nè, la nước mặn này coi nước làm không biết. Ngồi ngay có biết nào mặn. Mà đổ thừa nước mặn đóng đóng. Đóng đóng cho bảo vệ cây trái tôi kia gọi đây cho dân ta chết kệ ta hay sao. Ở đây có cái miếu nè. Miếu mà giờ không phải đem lên trên vậy đó. Dạ. Nè em quay lại đó, anh mới dùng mấy cái tủ nè, hai cái được nè. Ở đây nó gài kẹt với cái đó, cái đó. Vậy là hai cái tủ anh hư luôn đó ha. Hư đó, anh đi mới kinh doanh dục cái đạp đó. Thấy gầu không ta? Hư chân. Nè còn ở nhà nè, à, em thấy là đó về rồi là cái nhà này hả? Cái này kêu bạn giống giống gần với cái hồ rồi, nhà này nữa. Cả cái hồ rồi. Tối là phải vợ con anh đem đi gửi rồi, anh phải leo ngủ bên đây ra giữ. Người nằm đó ngủ luôn hả? Nằm đó ngủ cho em nhắm rồi, chỗ đâu này nghỉ dưới nước này ngủ đâu. Trời ơi, gì mà thấy gầu dữ vậy trời. Đó, phải lấy đồ tắm rồi, nằm lên leo lên, nằm trên niệm đó ngủ đó. Đó là anh ngủ đỡ trên cái niệm này luôn nè. Đó, chỗ đâu ngủ, nghỉ rồi. Xe bỏ nó không sợ mất luôn, ai chạy được đâu mất. Có chạy được đâu, dẫn thấy bà luôn. Mà không mà xe này để là hư nha anh. Thì bỏ vậy bây giờ không để về em ngắm gì để đâu giờ. Dạ. Nước lại vô. Dạ. Nè còn nhà nước ở vậy nè. Vậy là anh nhắm ở. Nhà của anh là sâu dữ lắm luôn đó. Ý là đây là chỗ này anh xây nhăn lên là 6 lớp gạch là để nhăn ngừa nước đó. Mà dạ. Bây giờ là nó càng qua cái này nó càng. Là 6 tắc thế anh trai. 6 lớp nè, từ dưới đây lên nè. Là 6 cục gạch là 6 tắc thế ha. Dài 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 đó luôn. Ở đây này mở cửa được không anh? Mở cửa ra cái là nó đẩy vô cái sạch bộ nhà luôn. Vậy đó hả? Vậy là ở trong hiện tại là thấp hơn dạ, ngoài hả? Đông hơn đó, đông. Dạ dạ dạ. Ở trong người trong đó canh chừng. Dạ dạ. Vậy là ở trong sâu lắm luôn rồi nè. Dạ. Có chừng nước vô nghe chị. Đó rồi đó, mở. Dạ dạ dạ. Em đi vô nhà, em vô nhà. Vô nhà luôn ha. Dạ dạ dạ. Giờ nước đã đỡ rồi nè, giờ vô trong. Dạ nó không còn. Dạ. Có ở trong nhà vậy, em đi dẫn ra sao luôn. Dạ dạ. Đi vô vô trước đi chị, vô dẫn đường em vô đi. Trời ơi, mấy cái tủ này hư nghe anh trai. Ờ, đó, giờ không hư. Tủ này để vài ngày hư luôn nè. Vậy giờ em đâu giờ, chỗ đâu hiên luôn, không hiên được nữa. Năm mô chứ được rồi, xá chú. Đây. Cũng đĩa nè. Lúc trên. Trời ơi, cái vườn này rồi, xong luôn. Cái gì rồi. Tối mà ngập sâu sâu nữa là xong luôn á. Rồi đó, xa giáo ngủ, nè, em bỏ một hộp bên đây nè. Giờ này chỉ để đồ thôi chứ sao ạ? Rồi xong luôn rồi. Vì ngủ nghe gì? Rồi lỡ tối nước sâu nữa rồi sao? Ở ngoài hết đi ra ngoài. Vậy nguy hiểm lắm. Lắm lắm luôn. Cái này chàng vô tủ quần áo luôn nè. Quay luôn đi. Tư tủ quần áo nó chàng vô này thấy không? Lúc luôn. Còn gì là đồ đạc không? Hư chân luôn rồi. Sao sống xíu thì ra về cảnh này sao sống? Dạ. Mấy ngày Tết về nói với nó. Mà cái này là không phải đổ thừa cho thiên nhiên mà phải đổ thừa cho những nhà mà quản lý của Cấu Định á. Dạ. Không có đâu thôi, tự nhiên được. Cái này vô tủ quần áo hư hết ba đồ. Nè. Trời ơi, cái này hư hết, không còn đâu. Không đâu thôi, tự nhiên được là vấn đề là tại mấy ông đóng cống nó mới ngập chứ không đóng cống là lúc hết trơn luôn à. Còn gì nữa đâu. Rồi làm sao rồi đó? Hồi đó giờ đâu có cái tình trạng ngập dữ vậy hả anh trai? Mã ông bà đây là giờ đây nó vậy nè. Đó. Lúc hết trơn luôn đó ha. Còn gì nữa em thấy cái nhà đó. Là nó ngập đã hay là xây cột thềm đó chứ sợ vậy á không bao giờ là ngập vô luôn đó. Coi điện cẩn thận nha chị. Điện là cẩn thận nha, nguy hiểm lắm. Ơi, mấy bình ga nữa nha chị. Nó lật ngang á, nguy hiểm lắm đó. Là mở cái đèn sao lên cho sáng là được. Thì mở cái đèn. Ồ ở đây sâu dữ hả? Đó, coi vậy đó, vậy vậy. Dạ. Sao mà sống được. Nói chung là bây giờ là điện á chị cẩn thận nha, nói chung là cái nào dính dưới là tắt hết liền nha. Dạ, nguy hiểm lắm. Ở ngoài đây sâu lắm. Còn dữ nữa hả? Rồi sao đây nè. Gọi tới tháng luôn á. Nhà nè. Đây gọi là cái nhà đâu. Nhà sao của anh nè. Lúc có trên một cái lùng. Còn gì đó nhà cửa không? Rồi đó. Trời ơi, bố con. Ôi tôi dẫn mấy nó ghét vô tôi luôn. Rồi. Ôi, chẳng vô, chẳng vô. Thôi vô nè, vô. Để không thôi ghét vô. Cho vô. Chết rồi. Ghét vô quá rồi. Thôi rồi, xô ra. Thấy gầu không tời. Cái này là. Chặn cái miếng nó lại chưa? Thôi đồ ra. Đồ ra nè. Đồ ra. Anh dẫn cái lên hả? Dở em ba anh mượn rồi. Trời ơi. Thấy gầu không? Rồi đồ ra đây, đồ ra đây chị. Nhà cửa vậy là sao? Tại đây là nó không có đổ thừa thiên nhiên. Này là đổ thừa là tại nhà quản lý cống cho bao định cho nó. Dạ. Là tự mấy ông đóng hết ba cửa lại, nước nó dồn lại không có đường thoát là mình mới bị vậy thôi. Dạ. Chứ bữa mùa 29 á, bữa 30 mùng 1 là
là mở một cánh, không mở một cái cánh, đóng hai cánh là không có ngập, nó chỉ lấy ghé ngoài thôi. Bây giờ mấy ông xử lý, mấy ông đóng ba đóng phẩm, đóng không có thông báo cho người dân nữa. Đổ đi nó chập lên một cái rồi nha. Trời ơi, đây con cá hồi lội gì ta? Ờ đó, hồi lội đó. Con cá hồi lội vô nhà luôn nè. Cá bóng nữa nha. Cá gì? Cá hồi lội người, bộ hồi cạn á, tá cạn ra có cá bóng nữa. Cá đóng luôn. Có cá luôn hả? Là cá bóng. Trời ơi, ếch nữa nè. Con cóc con mừng ếch. Trời ơi, cóc nháy cá là vô nhà. Có tủ đây nè, quay thời lội nó đun 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 rồi. Gì? Thời lội đun đun trong tủ quần áo luôn rồi đó. Mèn ơi, cá hồ lội vô nhà luôn nha. Nè. Cá hồ lội vô nhà luôn. Mèn đét ơi, bỏ tay luôn rồi. Rồi một hồi tới chừng mà nước nó cạn lấy máy bơm ra rồi là bắt đầu cá bóng luôn, bắt cá bóng luôn. Rồi chuyện này rồi sao mà bơm nổi tại? Đặt máy bơm rồi tát, cả chục người tát. Lấy mùng tơ ha. Bắt đầu nó cạn nó rút ra, là nó tới cái gạch này nó đâu chảy nữa. Rồi. Sao? Rồi vậy rồi. Bên đó có nhà nào ngập nữa không mấy con? Nó hết chân luôn á. Em quay nè, âm ly là tiêu rồi hết, dục tháo này. Hư hết luôn ha. Trời ơi. Ở đồ đạc gì nhà cửa gì còn gì đâu. Lấy lên chị. Máy bơm sử dụng nước máy bơm nó cũng. Trời ơi. Đâu ăn Tết luôn hả chị? Có ăn Tết luôn, sao ăn ra ngoài được đâu ăn. Chết luôn. Rồi nằm ở trong nhà chịu luôn. Ở trong nhà ăn muốn gì chiền ra. Dạ sao ra người trong người ngoài. Màn đét ơi, thấy gầu chứ. Bây giờ nếu mà mở ra này nước vô trong là lúc tệ luôn. Vô là bạn chạy nữa. À tủ bàn ghế đâu kinh dụng hết trơn, thấy trong lòng. Thấy gầu trời. Nè. Giờ nếu mà mở ra một cái rồi là cái gì lúc vậy luôn. Né ngọt quay lo bị ướt mà giờ phải đem lên để gác lên cho xà lông rồi. Đó, ướt mẹ sao hư hết trơn. Không biết là phải ngồi trên chứ còn dưới không được á. Kìa bà làm vậy. Rồi vậy là ông để ông lên trên cái ông ngồi trên nóc nhà ông ngồi rồi. Hôm qua ông đi vòng vòng nhà luôn, ông trôi tùm lum ở nhà rồi đi kiếm lụm lại. Trời ơi thấy gầu không? Ông bỏ nhà đi luôn rồi. Chỗ này là ông bỏ nhà đi luôn. Dạ nhà này mới cắt đó ha, lúc hết trơn luôn rồi. Dạ lúc tỉa hết trơn luôn rồi. Rồi tát nước hả chú? Tát nước phải tột lại, không tột nó trôi đi hết luôn. Dạ. Rồi giờ là bà con chặn đỡ cái miếng dán gì luôn chứ sao giờ? Đó chú quay giờ cứ ngồi không chứ không có chỗ nào đi chứ không có chỗ nào ngồi. Rồi gì là canh tát sáng đêm luôn hả anh chạy? Tát gì nào nghe thôi à. Trời ơi. Vậy đó. Kiểu này là 1-2 ngày đỡ chứ kiểu này cỡ 10 bữa nửa tháng chứ sao chịu nổi. Ông nào mà ra cái lệnh này đóng tốt thì dạ. Ác biết bao nhiêu ác. Trời ơi dân chúng. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Bỏ dép lên đó đi rồi đi ra. Cái biển ha. Sao là cái biển ha. Dữ lắm luôn hả? Dạ. Họ bơm là đụng nó bể cái nó lên tới đây nè. Dạ. Đầu đang giống như bể đập ha. Bơm là dọn lên vậy hết luôn nè. Đó. Dọn vậy đó. Lên trên chân luôn rồi. Thấy gầu không? Đi tới luôn vậy đó, dọn dạ. Là hết luôn hả? À. Đâu có dám để đâu cái nào mà để được cái để thôi. Đồ đạc là gì? Đó vậy đó. Ok, đánh chân luôn rồi. Hôm nay được cái này mà nó tàn vô luôn đó là biết dạ. Đỡ nào không? Cái này thì đỡ ha. Cái này không bao giờ tàn luôn á. Dạ, lúc ở trên đây luôn ha. Ừ. Dạ dạ. Nè, giờ phải tấn cái này trước hả? Trời ơi. Đó, ở sao giờ giờ đi cái biển hay Bình Dương sao hả? Đây là đó, ừ, nó vậy đó. Trời ơi. Mã màu gì lúc trên. Còn cú nổi. Giờ là người dân ở đây là la làng luôn thiệt tình này. La thiệt chứ la. La thiệt luôn, luôn rồi. Dạ. Này của anh biết gì anh? Dạ, Cao Tùng Mới Lóc á. Dạ, Cao Tùng Mới Lóc á. Nhưng mà quay chia sẻ cho bà con đây. Một tiếng đồng hồ nữa. Dạ. Nó mới tới 7 giờ nữa. Dạ, là tới 7 giờ mới giật xuống ha. Ừ. Vậy là buổi còn chiều là khoảng tầm 3 giờ rưỡi là bắt đầu nước lên. Rồi. Dạ, tới 7 giờ nước mới giật rồi buổi sáng. Buổi sáng là buổi khuya, 2 giờ. Nước khuya. 2 giờ. 2 giờ đêm. 2 giờ đêm. Chơi cho mày chơi tới 4 giờ mấy là 6 giờ. 6 giờ tới 6. Vậy là 4 tiếng đồng hồ buổi sáng, vậy là sáng đêm luôn rồi. Ừ. Đó. Chỗ này ngủ nghe được trời. Được gì đâu chú, dạ. Trời ơi. Có nước hầm hầm là nó tàn luôn cái nhà tôi đã. Sau này tôi làm có bực sao vậy đó mà nó tàn lên luôn á. Dạ. Ôi người dân kiểu này không ổn rồi. Kiểu này là khổ lắm. Nếu mà lâu mà, lâu là mà cho cái ông nào mà ra đóng cống thì cho ông thấy dạ. Nè. Đó dân chúng là khổ, tôi quăng dạ. Cái tủ đó. Đó xong lát tôi ra tôi quay. Lúc hết trơn luôn rồi. Đúng không? Thấy gầu. Nhà của em đã nó ngập lên tới đây nè.
Dạ, nhà ông chị là lên tới khỏi đầu gối luôn. Ở dạ. Trong nhà nha, mà qua tới đây luôn nè. Dạ, dạ. Còn có khúc sâu lên tới đây luôn. Thật dạ. Ảnh hưởng tới bà con dữ người ta. Thôi, cảm ơn cô nha, cảm ơn chị nha, dạ, cảm ơn bà hai nha. Dạ. Mong là có người thấy thì giải quyết cho bà con được. Thì đó, dạ. Trời ơi, thiệt chứ không lẽ tôi quỳ chú lại. Dạ, 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 thấy gầu quá trời, trời ơi. Dạ. Mà nước ngập vô giờ uống hết gạo, không còn gạo nữa. Không còn gạo, bạo đen luôn. Là cô đi bán giấy số ha. Dạ. Dạ. Kêu bắt hơn ngàn năm. Nước ngập bà có được bao gạo nè. Dạ. Có nghĩa là bà hai đó rất là khổ, con bao gạo cũng bị ướt luôn. Ừ, bao gạo tết rồi bà đi lãnh từ thiện về đã dạ. Để nặng ngập lên bà ngập mẹ rồi. Nó bông trôi rồi, đây là đây là. Bông trôi lên trên cho. Nè, anh coi nè. Ngập nè. Nè, không thấy không? Bà dạ. Mà, ông nội ông ngoại tôi vợ nó vậy á. Dạ dạ, con nãy nãy em có quay rồi. Anh thấy không? Dạ dạ. Ở con đường này thì một số nhà dân cũng ngập khá là sâu nè. Hiện tại thì giờ này khoảng 5 giờ thì trong cái nhà đã ngập khoảng tầm một tấc rồi. Mấy niệm mà con mới phơi ở phía trước nè, do mình nghĩ là do ướt á. Khu này thì cặp với mé sông nên là ngập sâu hơn nè. Tại là gặp khoảng tầm một tắc rồi đó.